Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình sẽ bỏ thằng thằng mà lâu chẳng thấy là của em được số là quế đi mẹ à mày mày là em tao ấy chứ đéo phải là mày là em mày đâu em đéo phải là đéo phải là mày là mày đéo phải là em tao đâu, tao thầm với đấy, mà chỉ là con chó thôi nhá. Mày đi 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 con mẹ à mày, mày đi đi cướp cho bố mày ấy, mày cướp cho tao ấy, đi mẹ à mày, bố thả một câu nhá, đi mẹ à mày, mày giang hồ với ai ấy, đi mẹ à mày, đừng giang hồ với bố mày nhá, đi mẹ à mày, bố mày thẳng với cho mày một câu nhá, mày giang hồ vai ấy, đừng giang hồ bố mày, đừng chửi bố mày, đi mẹ à mày nhá, tao ấy địch thị bố mày, đi bố mày đều thích đánh nhau đâu nhá, bố thẳng một câu thế, còn mày ấy về tao ấy, đi mẹ à mày, mày xác định với tao rồi đấy, đi cụ mày, bố thẳng cho mày biết nhá. Anh em với nhau ấy nhá, là anh em, mày đừng có làm chuyện trò mèo đấy, đừng chửi bố mày nhá, bố thẳng cho câu biết, mày giang hồ vai ấy, đừng giang hồ bố mày nhá, mày chửi ai, đừng chửi bố mày, đừng chửi tao nhá, đi mẹ à mày, bố thẳng thẳng cho mày câu biết nhá, mày về cái đất Thái Bình ấy, đi mẹ à mày, mày xác định với tao rồi có chó, đi cụ mày, mày giang hồ với ai ấy, đừng giang hồ bố mày nhá, đi con mẹ à mày, bố thẳng cho mày một câu biết nhá, đi mẹ à mày, mày im cụ mồm mày đi nhá, mày giang hồ vai ấy, đi mẹ à mày, đứng ra ngồi với bố mày, mày tìm một cắt lưỡi mày không, đi cụ mày, mẹ à mày, ranh con tí tuổi đâu thách thức bố mày à, đi mẹ à mày, mày ra hồ ai, đừng ra ngồi bố mày, bởi thẳng một câu biết nhá, đi mẹ à mày, có thẳng một câu biết nhá, mày cho con chó ra thôi. Cảm ơn anh xem clip này nhá, mình chửi con chó thằng chó em mình ấy nhá, đi mẹ à mày, có thẳng một câu nhá, mày ra ngồi ai, đừng ra ngồi bố mày nhá. Còn bây giờ mình thấy kết thúc anh em, bây giờ là chào mình, bye anh em, bye bye, mày chỉ là con chó ra thôi, đi mẹ à mày.